tên là Nguyễn Tá Thơm. Dạ chú gì ạ? Nguyễn Tá Thơm. Nguyễn Tá Thơm, dạ. Chú hồi đó là chú yêu về nhạc không, nhưng mà chú còn chơi nhạc trẻ nữa. Dạ. Ồ, hồi đó là dạ, đúng rồi, cái thời của chú là thập niên 1970 đó đúng không? Lúc là chú đi làm phòng trà vũ trường á, là năm 68 mẫu thân, rồi là trong năm 68 mà chú làm phòng trà vũ trường. Do cho con xin phép chú bỏ thằng con cái này xuống đi. Đó. Cái này luôn. Trang á. Dạ. Làm á phòng trà. Dạ. Mặt sen. Ủa? Là chú làm ở trong phòng trà của ông Dương Mặt Sen luôn hả? À, Nam Lộc Tùng Giang Dương Mặt Sen. Trường Kỳ á, Trường Kỳ Nam Lộc Tùng Giang Dương Mặt Sen. Bốn tay đó là chương trình nhạc trẻ. Trường Kỳ á là thuộc về nhạc trẻ. Nam Lộc cũng nhạc trẻ. Đó. Rồi Mặt Sen á về phòng trà chủ là ổng á là sau á thì chú làm đêm Đông Phương, đêm Màu Hồng, nhàn Khánh Ly, nhàn Kinh Đô, nhàn Mít Chim. Là chú làm phục vụ ở trong đó hả chú? Chú làm mà gắt cửa, rồi lúc mà sau chú trở về rung trên là chú gắt cửa toilet. Dạ. Cánh hỏi một tháng chú mỗi chú lãnh đến là lương chú có thể cao hơn lương đại lý chủ quan chế độ cũ, là nuôi được 7 người. Cha mẹ với bốn. Dạ. Tính cha chú không có tính. Vậy là hồi đó là chú thường xuyên là biết được mấy cái danh ca lớn của Sài Gòn mình ha. Đó là Phương Quế, chị Nui, Cảnh Ly, Phương Lệ Thu, rồi là Phương Dung, cô Phương Dung là già nha. Cô dạ, Phương dạ. Dung mà về nhạc sau này là khác, đóng nhạc, đóng thời với gì á, dạ. Linh gì đó, dạ. Đó là khác nữa. Dạ. Tức là cô ca sĩ Phương Dung mà con nhãn trắng Gò Công đó ha. Gò Công đó. Dạ. Mấy người ca sĩ đó rồi giờ là anh Pha, Chế Linh. Dạ. Anh Chế Linh là cũng là sinh viên đại học Văn Khoa. Dạ. Là ảnh cũng tranh đấu năm 83 đàn áp Phật giáo, được trở chính quyền luôn luôn huyện. Dạ. Ở ngay chỗ đồng binh đem Tam Phùng, đâu là Tam Phùng với Nguyễn Thiệu á. Dạ. Bây giờ cách mạng 8 Nguyễn Thiệu là Thích Nguyễn Đức được kêu đó, là ổng đi vòng hoài của sinh viên đại học, còn chú là Bụi Dương Bụi Đời, là kéo băng Bụi Đời đến già với băng bốc xếp ở Cầu Muôn Lãnh, cũng mười mấy đứa. Là đi vòng quà rồi, ở chợ rồi, đó, không có gì hết. Dạ. Vậy là hồi đó cũng, tức là hồi đó cái cuộc sống, hồi đó so với bây giờ thì sao chú? Bây giờ, hồi đó là chú kiếm được 10 đồng, bây giờ chú kiếm được con đồng thôi. Cái cuộc sống tại vì chẳng qua rồi, mua sinh rồi cực khổ rồi. Hồi đó là chú nuôi được mấy người, cha mẹ anh em bụi đời đến dài nuôi được cha mẹ, đi làm phòng trà nuôi được thêm mấy người anh em, mấy người anh mấy người em đó. Rồi đến khi mà đi lính. Dạ. À, chú cho con muốn hỏi thêm về cái việc mà ở cái trường luật này hồi đó đó, thì cái không gian của nó so với lại bây giờ nó có gì khác không chú? Nó khác hơn nhiều. Chưa là nó trống trơn nhưng mà cây cối bông hoa cảnh cũng có, nhưng mà chơi trà thôi, nhưng mà rất là đẹp. Dạ. Thấy cái khung nhà bây giờ nó bích hết rồi, khung nhà không có hút đi cái cảnh, nhưng mà nhiều khi người ta không có biết. Chỉ là bây giờ đã biết chú hộ đùa. Hồi đó chú nói chú học tới lớp nhất là chú nghỉ. Dạ lớp 5 là so với lớp 5 bây giờ. Rồi bạn bè của chú là rất là tiếc, là vì sao tiếc ạ? À? Tại vì tiếc chú là học giỏi về môn toán, về văn, về chính tả. Đó. Rồi những cái môn gì thì chú cũng biết. Nhưng mà bây giờ bạn bè nói rồi nó khá giả, rồi bác sĩ rồi này kia nọ, rồi thôi bây giờ phải chịu coi, cuộc sống ai cũng ai muốn vậy đâu, gia đình nghèo khổ nữa,
Chú có nói bây giờ thì cũng đã lớn rồi, cũng 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 là lớn rồi. Chú có nuối tiếc gì về cái thời của Việt Nam Cộng Hòa trước 75 với lại so với bây giờ không? Nói tiếc chứ, nhưng mà chẳng qua bây giờ đã tình hình đã thay đổi, với cái đất nước mình thì bây giờ mình phải chịu chứ. Bây giờ nói bây giờ cuộc sống mình phải kiếm mưu sinh thêm. Bây giờ hiện tại bây giờ thì chú sống như thế nào ạ? Bây giờ sống nuôi bản thân thôi. Rồi nhà ở có đâu? con á, nhà bên Địa Nghè, nhưng mà con á, thì có một đứa con trai thôi, dâu cháu nội thôi. Rồi hồi đó thì bây giờ vợ cũng bên vợ không giữ chữ tới này kia thì chú tôi Qua lại. không có chữ. Dạ. Rồi giờ ở là ở trọ hay là ở Ở, nhà? ở chung bên nhà vợ thôi, nhà của vợ mua, nhưng mà chú bỏ tiền bán nhà bên nhà rồi chú giữ thằng con với dâu á, rồi mới cất cửa lại nhà đó, rồi chú mới phải chịu thôi. Bây giờ sống là cơm ăn hoài hai bữa ở ngoài thôi. Rồi giờ đi là buôn là chở đi chạy chạy xe, ngoài cái vấn đề chạy xe chú còn làm gì nữa không? Con thấy có cái này là gì ạ? Cái là thùng chở mối học sinh đi học á, là thùng để bỏ áo mưa rồi khẩu trang với nước rửa tay Dạ. Giọng này đúng là giọng Sài Gòn xưa luôn này các bạn, giọng giọng rắc Sài Gòn. Nụ cười này cũng nụ cười Sài Gòn luôn. Rồi chúng ta sẽ nhìn ra xa ra chú Thơm nha. Đó, đây nụ cười Sài Gòn. Đó. Ví dụ như mà bạn bè của con mà nó coi trên trên mạng là muốn gặp chú thì sẽ phải gặp ở đâu chú có thể gặp chú được? ở đây à À, chú là ở đây cứ qua chiều chiều đến ở đây ạ. sáng với chiều thôi Dạ, à. sáng cái chiều là chú sáng ở đây. chiều ở đây thôi, còn tới giờ chở học sinh đi học, đi đứa học sinh lát 5 giờ chú đi đứa học sinh rồi Dạ. đó, rồi chở qua bà Vũ Quang học tiếp, rồi 7 giờ là rước. Chú đã làm công việc này bao nhiêu năm rồi? Công nghiệp này chú làm ở đây là chạy ở này được 7 8 năm, và năm 2013 Dạ. lúc là năm mấy năm trước thì chú làm ở cũng tạm phú cầu Sài Gòn, Dạ, ok. chú về cơ khí. Dạ. Rồi, chúng ta cùng nhìn chú với lại dáng vẻ của Sài Gòn xưa. Sài Gòn xưa và Hồ Con Rùa cộng với người đàn ông này không có gì thay đổi các bạn. Rồi, thay mặt cho kênh con cảm ơn chú nhiều ạ. Dạ, con chào chú. Dạ.